Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio tiếp tục dựng một đôi loa. Mẫu này thì Tùng Nguyễn đang làm thương hiệu Nexo và dựng với bát tép chính hãng của LG. Cấu hình này cao cấp và tiếng của nó rất là hay. Đây là Huawei Full 30. Thì các bác có nhu cầu ví dụ dựng như mẫu thùng JBL thì em cũng có thùng lưới xám vỏ đen. Còn con này thì làm vỏ màu đen và sẽ cái chiều sâu của vỏ thì nó sẽ có sâu hơn các loại khác 2 cm đấy, kể cả cái mẫu vỏ Full 30 tất cả các loại trên thị trường nhé, mẫu vỏ này sẽ sâu hơn các loại thùng khác 2 cm, sẽ cho tiếng trống rất sâu và mềm đấy. Và hôm nay thì em dựng với mẫu bát LG phiên bản nâng cấp này, tiếng còn rất là hay. Lưới căng của nó bằng sắt và được dán chống bụi và có cái thương hiệu Nexo, tem của nó là màu vàng. Đây là loa dựng của Tùng Nguyễn, thì các bác có thể là làm tem các cái hãng khác nhau. Còn đâu tùy theo các cái dòng loa của mình thích nắp bát gì, tép gì. Còn loa của Tùng Nguyễn Audio thì chân thành một câu là loa của Tùng Nguyễn Audio là bên Tùng Nguyễn bán linh kiện nên Tùng Nguyễn dựng cho bác khách này. Với cái cấu hình của nó là phễu vuông 2323. Đấy, hai ống thông hơi hai bên. Thùng của nó thì là đều được chôn gen từ phễu từ bát đấy. Mặt trước của loa thì là gân vải tẩm dầu 3 gân và màng sơn dầu bóng. Và con này thuộc vào loại là bóng mờ. Các bác lưu ý nhé, chiều sâu của thùng sẽ sâu hơn các loại thùng khác 2 cm. Thế nên là sẽ có cho cái tiếng trống cực kỳ sâu. Mẫu thùng này Tùng Nguyễn dựa trên một mẫu thùng của Trung Quốc để đặt mẫu thùng này. Và tiếng của nó rất là hay. Đây, đo găng tay của nó thì nó sẽ như này. Đấy, gần 2 găng tay. À, hơn 2 găng tay thì... Còn đâu về cái phần tép, tép của nó chạm nhúng màu vàng và hàng chính hãng của LG model là HG120-5, nắp nhôm, tép LG là tiếng của nó hay lắm, từ 120-14. Đấy, mặt trước các bác được xem rồi, thì còn đâu mặt sau của nó là củ bát từ 190-76. Đi mua loa thì em dựng là thành một đôi thì em nó rất là đơn giản và test nhạc cho các bác rất là đơn giản, nhưng các bác chiêm ngưỡng được các cái củ bát và củ tép như thế này thì mới biết được nội thất của loa mà nó chất đến cỡ nào. Mặt sau của nó cũng được sơn dầu bóng. Và các bác lưu ý nhé, phiên bản 30LG phiên bản nâng cấp này thì nó tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời và hay hơn loại cũ hẳn luôn. Thì nên là nó chỉ giữ lại cái mức mẫu xương cũ thôi, hầu như nó ra cái CZ mới nhưng mà cái mã xương này thì nó vẫn để là 30LG 350A. Đấy, 500W thì trở kháng 8 ohm. Keo của bát làm phần hồng này. Con này thì côn của bát thì các bác lưu ý côn của nó là côn 76 và được làm bằng côn phíp các bác nhé. Các cái loại nó bát loại rẻ đa số làm côn nhôm thôi, nhưng con này là côn phíp màu đen kìa, thì nó sẽ chịu nhiệt rất tốt và độ bền cao. Một cái côn phíp này có thể đắt được gấp đôi hoặc là gấp rưỡi cái côn nhôm tùy từng loại. Côn của nó lại cuốn một lớp ở bên ngoài và một ngược một lại một lớp ở bên trong, nó cuốn hai lớp nhưng lại một lớp trong và một lớp bên ngoài. Đấy là cấu hình đời mới và tiếng của nó cứ hay lắm các bác ạ. Con này vừa bát vừa lời thì tuyệt vời luôn. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Các bác chơi hàng chính hãng như này thì nó quá là yên tâm đến sản phẩm rồi, đúng không ạ? Từ 190-76 bát 30. Thế còn đâu về phân tần thì phân tần của nó có 1, 2, 3 ôm trở nhôm màu tím, mạch màu trắng. Phân tần này có mã là tím 1 và thùng của nó đều chôn gen đây, các cái zone gen tạo sẵn. Em bắn mút trứng để tiêu âm. Đấy, mở thùng ra thì không khác gì Trung Quốc và ruột bát ruột tép thì nó là phiên bản NG. Và cái cấu hình này cao cấp như thế này và tiếng của nó thì Tùng Nguyễn sẽ khẳng định là một điều là hàng cực kỳ là hay. Và sản phẩm này một đôi loa Full 30 như thế này thì Tùng Nguyễn đang giao cho tất cả các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc là 5,8 triệu đôi này. Đấy, các bác có nhu cầu cao cấp đến bát, tép, phân tần hoặc là vỏ thùng mà cấu hình hàng đặt của bên em thì hãy liên hệ trực tiếp ở cửa hàng Tùng Nguyễn Radio để đặt những dòng loa bát rời, phân tần để mua hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào hẹn các bác trong các cái clip mới nhất. Các bác xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh và theo dõi những sản phẩm. Các bác muốn lên một bộ dàn hoàn thiện về để hát karaoke gia đình hãy liên hệ trực tiếp Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất nha.